Ngọ Thú Y xin chào tất cả các con nhá. Ngọ Thú Y xin chào tất cả các con. Ok. Jadi. Rồi, mợ chào Liên Dương, mợ chào Bùi Thị Thương này, mợ chào Kim Dung, chào Đảng. Rồi các con nhớ share và tổ chức xem chung nhá. Các con nhớ share và tổ chức xem chung giúp mợ nha. Ok, mợ cũng đang tổ chức xem chung trong nhóm đây. Thả tim, thả tim. Bắt đầu nè, bắt đầu à. Anh taxi à, anh taxi ơi, nhớ đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Bắt đầu nè, bắt đầu à. Anh taxi à, anh taxi ơi, chạy anh book story. nhớ đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Bắt đầu nè, bắt đầu à. Anh taxi Đang chạy ơi, phải anh book story. nhớ đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Mợ Thú Y Bắt xin đầu chào tất nè, cả bắt các đầu con à. đâu rồi Anh nhỉ? taxi Mau vào học thôi nào. ơi, phải anh book story. Nhớ đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Mợ Thú Y xin chào tất cả các con đâu rồi nhỉ? Mau vào học thôi nào. Rồi ok, Mợ Thú Y xin chào tất cả các con. Các con đâu rồi nhỉ? Mau vào học thôi nào. Ok, rồi triệu hồi 500 anh em nào. Triệu hồi 500 anh em vào xem livestream của Mợ Thú Y. Và share nhá, và nhớ share nhỉ, nhớ like này. Đấy, tất cả những cái đấy đều làm cho Mợ Thú Y rất là vui. Mắt xem nữa, đấy mắt xem. Đấy, hôm nay thì chúng ta có vượt qua được 500 mắt xem không nhỉ? Có vượt qua được 500 mắt xem không? 500 mắt. Rồi, bây giờ thì cập nhật tin tức nào, cập nhật tin tức của các con nào, đi học thế nào rồi, đi học này. Đấy, đi học có vui sướng không? Thu Phương. Team Cà Mau với lại team Thái Bình thì đi học có vui không? Chưa. Mợ ơi, Mai Thanh ơi, mợ có nhá, Mai Thanh ơi, mợ có, mợ vẫn đang cho đến tuần sau, hết tuần sau thì mợ vẫn còn nhận thêm nhá. Rồi, Nguyễn Khánh Vy. Rồi, team của Đảng đâu rồi? Team của Đảng đâu rồi nhỉ? Mợ Thú Y xin chào tất cả các con đâu rồi nhỉ? Mau vào học thôi nào. Thanh Huyền nhớ giọng của chị Google ghê. Ok, rồi như theo tiêu đề ôn tập một vòng trái đất của Mợ Thú Y. Đấy, các con có biết bài một vòng trái đất không? Ôn một vòng trái đất tức là sao? Chúng ta ôn tất cả kiến thức. Được chưa? Bài hôm nay sẽ là gồm tất cả các kiến thức chứ không riêng chỉ một ông vẽ thôi. Vì có tất cả kiến thức nên là bài tập hôm nay sẽ có một xuất hiện một gốc rất là quen thuộc, một gốc cây rất là quen thuộc, không biết có bạn nào nhớ về gốc cây này không đây. Gốc này cây này quen thuộc lắm, các con có đoán ra được cây gốc cây nào không? Quen thuộc lắm, gốc cây này là gốc cây mà mợ vẽ đầu tiên thì phải. Đấy, các bạn nào nhớ ra được đây là gốc cây gì không? Không biết là có nhớ không đây. Hay là quên mất rồi, có nhớ được không nhỉ? Ok, rồi Ánh Xuân Lâm là tuần sau đi. Mờ quá, thực ra không mờ đâu bởi vì mợ nhìn ở trên trên màn hình là cũng không bị mờ. Đây, một vòng trái đất đây, đấy, câu đầu tiên này. Ánh sáng của Đảng chói lóa. Đấy, hôm nay là team team của Đảng là cũng vào comment là team của Đảng cố gắng vượt qua 500 mắt xem giúp mợ nha, cố gắng vượt qua 500 mắt xem nha. Rồi Nguyễn Đặng Hồng Thảo, thứ hai con đi học, ok. Thứ hai thì mợ cũng bắt đầu đến trường rồi và Hà Nội thì bắt đầu từ hôm nay là đã có rất đông người ở ngoài đường rồi. Không biết bạn Loan Vương có nhớ không? Rồi team tập hợp team của Đảng. Ok. Thanh Thảo ơi, tuần sau thì mợ vẫn live mà, mợ vẫn live bình thường. Ok, tuần sau thì sẽ có lịch ở trên page. Đấy, thì các con vào page để cập nhật lịch livestream của các thầy cô nhá. Và tuần sau, đấy,
tuần sau bạn sẽ có một bất ngờ lớn đối với các con, và các con không cần đấy, các con không cần đi đâu cả, chỉ cần lên page 2K5 ôn thi 9 vào 10 là có tất cả trên page này tuần sau nhá, tuần sau sẽ có. Ok con nha. Rồi. Không biết là mợ có nên thay avatar giống các bạn không, bởi vì đảng Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt vời quá đúng không nào. Ok rồi, thế bây giờ thì chúng ta ôn tập nhá. Bài đầu tiên nào, chơi trò chơi không nào. Bài đầu tiên, từ từ mở 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 tra nhạc đã, cho nó thêm phần kịch tính đúng không nào. Đấy, cái nhạc chuông, cái nhạc huyền thoại của team của mợ Thúy đâu rồi. Đừng đừng nhìn đề vội nhá, đợi mợ một chút. Bây giờ trong thời gian mà mợ đang search bài thì các con tag, các bạn tag 500 anh em vào nhá, tag 500 anh em vào. Tác 500 anh em vào nào, tác 500 anh em vào để cùng chơi của chúng ta nào. Hôm nay chúng ta sẽ chơi. Bạn nào thắng thì sẽ được chọn bộ tài liệu nào. Tất cả các fan mới vào đây nào, chọn bộ tài liệu cả hình lẫn đại luôn. Đó, tác tất cả các đồng chí, các anh em, các team của đảng vào đây để các bạn. Nếu nếu mà các con tác thật nhiều các bạn vào đây thì các bạn sẽ đồng loạt thay Ava thành team của đảng đúng không? Và nếu mà hôm nay mà đạt 500 mắt xem thì mợ sẽ thay Ava. Thay Ava thành Ava của đảng luôn, đảng Việt Nam ấy. Nói Việt Nam nói là làm đúng không, Việt Nam nói là làm đấy. Rồi chuẩn bị chưa, chuẩn bị sẵn sàng chưa, tác 500 anh em nhá. Lệnh mới đây, hôm nay team đảng làm loạn face mợ. Hôm nay mà đạt 500 mắt xem thì chắc chắn là sẽ làm luôn, nói là làm luôn chưa. Rồi, đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị tinh thần chưa? Mình bắt đầu nhá. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Hình như có đứa nhìn thấy đề rồi. Tuy nhiên thì không biết là có làm được không, có ra đáp án không đây. Trần Vi mợ cười đi, mợ xinh lắm. Xin cảm ơn con. Yeah. Đấy, có rất nhiều bạn chụp lại khoảnh khắc của mợ này để dìm này, nhưng mà không bao giờ chụp được bởi vì mợ rất là xinh đúng không? Mợ xinh để mà mợ đi thi hoa hậu đấy, các con biết không, thi hoa hậu đấy. Bắt đầu nào, câu đầu tiên sẽ là chiến thắng dành cho bạn nào đây. Câu đầu tiên nào, cả cả nhà ơi, cả tất cả tập hợp team của đảng ơi, team của đảng đâu rồi. Nguyễn Mạnh ôi sao cứ quay quay này, chắc là do mạng đấy. Các con ơi, câu một nào, câu một toàn thấy team của đảng comment, team của đảng nổi bật quá. Ok, nhanh nào nhanh nào. Xong chưa, xong chưa, ra đáp án chưa, ra đáp án chưa. Câu 1 là các thanh niên ơi. Câu 1 nào. Câu 1 ra đáp án chưa? Ui dồi ôi, đã ra câu 2 rồi, nhanh hết nhờ. Câu 1. Ô, bây giờ câu 1 với lại câu 1 là đang có rất nhiều đáp án khác nhau này. Thu Phương ý A. Thu Phương A. Quốc Hiếu Nguyễn là A này. Yến Yến C, Bảo Hưng C. Song vô thì ghi là số, song vô đấy, các con có biết không, song vô là có biệt hiệu là hạnh cua đấy, hạnh cua bạn nhà bạn Hạnh và bán cua đúng không. Song vô rồi, tác 500 anh em vào nha. Thanh Sương đã ra đáp án rồi. Ok rồi, chốt đáp án, chốt chốt chốt, không nói nhiều nữa rồi. Ok bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái máy tính thần thánh là của mợ để tính ra đáp án câu này nhá. Nếu mà trong đề có phần trắc nghiệm là tính tính à không, cái bài này có tính đâu, cái bài này không giải phương trình, cái này bài này chỉ là xác định là phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn này, đừng để bị nhầm nhá. Bậc nhất nó là có hai chữ, có hai từ khóa, đã bậc nhất thì không thể số mũ cao nhất là 2 ấy, mà phải có hai ẩn, mà anh A chỉ có một ẩn loại A, như vậy thì
Thu Phương này. Thu Phương. Quốc Hiếu. Ui trời ơi, sai rồi. Đấy, Thu Phương và Quốc Hiếu nhá, mợ ghi rồi đấy. À, câu B có hai ẩn không? Cũng không có hai ẩn, gạch câu B. Câu C sao? Rồi. Thỏa mãn điều kiện thứ nhất là bậc 1 này. À, có hai ẩn đây, X và Y đây. Như vậy thì ý C mà là ý đúng. Rồi, xin mời hai bạn Thu Phương và Quốc Hiếu trong câu đầu tiên ra cái gốc cây này. Đây, cái gốc cây của mợ đây, không biết là gốc cây gì. Các con đoán cho mợ xem là gốc cây này là gốc cây gì. Đoán thử xem gốc cây này là gốc cây gì nào. Đây là cái rễ của nó nhé. Đấy. Đoán xem gốc cây này là gốc cây gì. Rồi, mợ giống con rồi đấy, con giải đến phương trình. Rồi, đừng để câu hỏi bị lừa nhá, mợ chưa kịp để nhìn đề bài, mợ nhìn thấy phương trình thôi. Đấy. Rồi, bài đấy thì là xác định phương trình. Biết đố các bạn biết bài này, thanh thảo. Ok. Ra Quỳnh Chi. Ok. Nào đố các con biết cây gốc cây này là gốc cây gì. Đấy chưa? Mà vẫn đảm bảo là 500 mắt là mợ sẽ đổi Ava nhá. Đổi Ava thành Ava của Đảng Việt Nam nhá. Đấy. Cố lên, đưa cho mợ thành 500 share. À, 500 mắt là 500 mắt nào. Các con nhớ share nhá, nhớ share nhá. Cây xương rồng. Lily ơi, sao đấy? Rồi, xương rồng giỏi thế nhở? Giỏi thế nhở? Thế sao không đoán thành cây thanh long? Chứng tỏ mợ vẽ đẹp. Như vậy đây là gốc xương rồng. Gốc cây xương rồng. Ui dồi ôi, ra đây mà ngồi thì tối nay mông với lại mông thì có mặt sáng chói nhất cả Hà Nội, sáng chói nhất cả nước Việt Nam luôn. Hề. À các con ơi, có để ý không? Bây giờ đang là 369 mắt mà hôm nay con số đẹp của ngày chúng nay của chúng ta là con số gì? Con số 69 này. Bây giờ mợ phải khoanh lại, khoanh đậm lên cho các con nhìn thấy con số 69, con số đẹp của mợ. Con số đẹp của mợ Thúy là con số gì? Hỏi phát biết ngay đó là con số 69, đúng không nào? Ok, chính xác xương rồng. Cảm ơn các con. Sẵn sàng cho câu 2 chưa? Sẵn sàng cho câu 2 chưa? Are you ready? Ok. Chuẩn bị mạng nha, chuẩn bị tinh thần nha. Bắt đầu chơi tiếp này. 1 2 3. Câu 3 giấu đi. Câu 2 nào, câu 2 nào. Câu 2 nào, câu 2 nào. Kiều Huyền xương rồng ngồi đau mắt lắm mợ ơi. Ngồi đau lắm, ngồi đau lắm. Ok. Đúng rồi, share đi để mợ phủ sóng toàn đảo nào. Bây giờ mà mợ để Ava của đảo là 3.000 bạn đang theo dõi nick Facebook của mợ sẽ để hết Ava thành đảo như vậy, đảo sáng chói đúng không? Cố gắng lên nhá, cố gắng lên hơn 500 nhá. Share để mợ thay Ava nào. Không, 500 mắt, 500 mắt để mợ thay Ava nào, 500 mắt xem. Giỏi thế nhóc Bạch Dương. Rồi, câu 2 đáp án gì? Câu 2 đáp án gì các con? Mon ú, hôm nay không có cối ạ. Các con ơi, đáp án gì nhỉ? Câu 2 đáp án gì nhỉ? Mẹ đang ngồi đợi. Vương Nhi ra đáp án đầu tiên. Rồi, lại có một sự tranh cãi giữa hai đáp án là đáp án C và đáp án A. Vương Nhi, Đỗ Khánh, Vương Nhi đáp án C và Đỗ Khánh đáp án A, mọi sẽ ghi ra đây. Rồi, hôm nay là có câu 2. Câu 2 có Vương Nhi là đáp án C, còn Đỗ Khánh đáp án A. Rồi, bạn thứ mợ sẽ đọc ba bạn đầu tiên nhá. Rồi, Thanh An là đáp án C. Rồi, ba bạn đầu tiên, ok. Ngô Thương đáp án B, Ngô Thương. Như vậy là mình có ba đáp án. Trời ơi, thời gian. Đáp án C, ok, chốt thời gian. Chúng ta chốt thời gian. Và các bạn biết không, chốt thời gian của mợ nhá. Các con biết không, cũng có hai con số đẹp luôn. Đó là con số 6 và con số 9. Oh my god. Thời gian thôi mà nó cũng chốt bởi hai con số 6, 9 này rồi. Thì hôm nay không còn gì để nói nữa. 6, 9 là số đẹp nhất. Số đẹp nhất khi mà nói đến mợ thú y là 69 đẹp nhất đúng không? Đấy, mợ hỏi cái số nào đẹp, 69 cứ thế nói, được chưa? Rồi, rất nhiều bạn comment C. Để xem là, à đây là Ngô Thương comment ý B nhá. Nào, đừng sửa, bây giờ để mợ check. Hãy để mợ check xem là câu này, dùng máy tính nhá. Không cần gì phải tính câu này bằng tay cả, trắc nghiệm mà được tính bằng máy tính. 5, 1 này, rồi ấn này. 1, B là trừ 2,
Đấy, anh còn lại là 5. Rồi xuống bên dưới 3. Anh này là 1. Anh này là 8. Ấn này. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Đáp án là 3 trừ 1. 3 trừ 1 C cơ mà. Đây các con có nhìn rõ không? Đây là trừ 1 này, 3 này, trừ 1 này. Ôi trời ơi, đáp án C là đáp chính xác nhá. Như vậy thì Vương Nhi và Thanh An đã giành chiến thắng trong câu số 2. Còn Đỗ Khánh với Ngô Thương xin mời hai bạn ra gốc cây sương rồng. Xin mời. Đấy, hôm nay mà thấy bạn Ngô Thương với lại Khánh An mà comment là mợ ơi, ngày mai thấy hai bạn comment là mợ ơi đào mồng quá, đào mồng thế. Con ở 68 à. Coi rồi, mợ còn đọc được các comment tư thế à của Nguyễn Dung à. Trời ơi, đầu óc của các con sao mà đen tối thế. Mợ trong sáng lắm, mợ chỉ nghĩ nó là con số đẹp thôi. Đấy, bởi vì sao 69 lại thành là con số đẹp của mợ không? Các con để ý này. 69 là số đẹp của mợ thú y. Đấy, cứ nhắc đến mợ thú y nhớ đến con số 9 nhá. Bởi vì sao? Ôi dồi ôi, đen tối quá làm gì mà tư thế? Tư thế gì? Không biết, mợ không biết nhá, mợ vô can. Nhưng 69 là số chia hết cho 3. Đấy, mợ thấy nó đẹp bởi vì nó là số chia hết cho 3, nó không có dư nên nó đẹp, đúng không? Đen tối chưa kìa. Ôi dồi ôi, đen tối. Ok, như vậy mình kết thúc câu 2 với sự chiến thắng của bạn Vương Nhi và bạn Thanh An. Ba bạn đây, Vương Nhi, Đỗ Khánh và Thanh An là ba bạn comment đầu tiên. Vì vậy nên là hôm nay sự chiến thắng câu 2 nhá là dành cho Vương Nhi. Đó. Rồi, bây giờ đến câu tiếp theo. Các con đã sẵn sàng chưa? Các con đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng chưa? Chắc sụt 69 độ. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng sang câu 3 nhá. Number 3, câu 3 sẽ là câu khó hơn đấy. Ai sẽ là người đặt chiến thắng câu 3? Hãy xem sau ít phút quảng cáo nhá. Tăng 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 tăng. Quảng cáo là các con ơi, lớp lấy gốc của Mợ Thú Y vẫn còn đang nhận các học viên mới nhá. Các con nhớ vào nhá. Hết thời gian quảng cáo. Chúng ta bắt đầu vào câu số 3. Câu số 3 bắt đầu. Câu số 3 bắt đầu. Nọng của mợ kìa. Ôi ôi, tại sao nhìn thấy mọng nọng của mợ? Mợ có nọng đâu? Đâu, 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 đâu. Không, không, không có, không có. Không có nọng nha. Không có nọng nha. Mợ không có nọng. Tại sao tóc mái này nó cứ không được đẹp nhỉ? Rồi các con làm bài đi. Hôm nay góc quay nó không đẹp thế nào ấy. Thôi mợ xấu đâu, tại góc quay đấy, mợ chỉnh tóc. Làm xong chưa nhỉ? Rồi. Trịnh Dương ơi, lại để với đó. Sao sao mấy tóc không đẹp thế nhỉ? Góc này đẹp, góc này của mợ đẹp. Ánh sáng cũng đẹp, đúng không? Đi thi hoa hậu được đúng không? Ngày mai mợ sẽ dán một cái chữ lên đây là mợ thủ y hoa hậu. Từ hôm nay hãy gọi tôi là hoa hậu 69. Rồi. Mợ lại biện luận rồi. Câu nào, câu nào? 1, 2, 3 bắt đầu này. Oh my god, Thanh Hà, Lê Thanh Hà. Lê Thanh Hà, Lê Thanh Hà. Lê Thanh Hà. Đoàn Khánh. Lê Thanh Hà. Đoàn Khánh. Chép ngay, chép ngay. Đặng Nghĩa. Là ba bạn comment. Mợ nhìn thấy ở trong comment nhá. Mợ nhìn thấy ở trong comment là ba bạn sớm nhất nhá. Rồi, ok chưa? Nhìn thấy chưa? Đây, cho nhìn thấy, được chưa? Rồi, tông mất cái cây xương rồng của tôi ấy nhỉ. Tí nữa, mở cây xương rồng ra. Ok, chốt đáp án nhá. Chốt, chốt, chốt. Ba bạn này đều comment đáp án D. Vậy để mở check xem là nó có phải đáp án D không nhá. 3 2 1. Chốt đáp án. Hôm nay vẫn không lên được 400 mắt à, buồn thế. Các con ơi nhớ share nhá, share nhiệt tình và tag 500 anh em vào nào. Tag 500 anh em để lên 400 mắt nhá. Thôi thì mở đành 400 mắt, 400 rưỡi là mở. Thôi, mở giảm xuống là 400 rưỡi mắt xem nhá. Thì mở sẽ đổi Ava nhá, 400 rưỡi mắt xem. Mở sẽ đổi Ava, Việt Nam nói là làm. Được chưa? Rồi, cố gắng nào. Linh My, khi nào làm con đề 69 mợ ạ? Ôi trời ơi, đề với đóm gì? 69 là con số đẹp. Đối với mợ là số đẹp, số đẹp, số đẹp, nhớ chưa? Ok, rồi bây giờ thì mình, đấy, ba bạn này. Mình check thử xem nhá. Ít nhất thì bây giờ mình
mình cũng phải có một cái đường tròn cho nó ngầu đấy đúng không? Phải có một thằng đường tròn cho nó ngầu đúng không? Rồi hôm nay thì con đầu tiên mà. Rồi bởi vì là mợ nhìn thấy ba ba comment của ba bạn này đầu tiên, mợ nhìn thấy ở trên comment thôi. Còn mợ cũng cũng không thể check được. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn nhá, vẽ một anh đường tròn ra đây. Không không được hoa hậu rồi, méo mất rồi, thành củ khoai lang mất. Dây cung đây. Đây là ô này. Biết A AB là dây cung này, đây là AB này. Đây là B này. Dây cung của mình là 4 cm này. Tính số đo của cung nhỏ AB này. Tính số đo cung nhỏ AB, à tính anh này là bằng bao nhiêu? AB bằng 4. Như vậy thì OB, đây là O này. AB bằng 4 cm. Rồi, OB thì bằng, OB cũng bằng 4 cm. Oh my god. Rồi, thế bây giờ từ O mở hạ đường vuông góc, đưa hạ đường vuông góc tới AB nhá. Ta cắt AB tại H. Được chưa? Đúng không? Bây giờ mở mợ kẻ đường cao từ O hạ xuống AB, cắt AB tại H, đúng không nào? Như vậy thì mợ có tính được hình này xấu quá, vẽ một hình to hơn. Vẽ một hình to hơn để nhìn cho nó dễ. Đây, hình này sẽ hình rồi, ok này. Đây là O nhá, đây là AB này. A này. B. Đấy, đề bài hỏi là số cung, số đo cung AB nhỏ. Đây, cung AB nhỏ là cung này. Đấy, để tính được số đo cung AB nhỏ. Đây, để tính được số đo của cung AB nhỏ thì mình phải tính được góc AOB, góc ở tâm. Đúng không? Mình phải tính được góc ở tâm AOB là bằng bao nhiêu? Đây, mình kẻ A ra đây, B ra đây đúng không nào? Rồi, theo như đề bài nói là AB bằng 4. Đây, mình sẽ để ra đây. AB là bằng 4 này. Cm này. OB là bằng OA, OA về OB, OA bằng OB là bằng cũng 4 cm nữa này, được chưa? Rồi, vậy đây bây giờ để tính được góc AOB thì mợ sẽ kẻ một đường vuông góc từ O xuống AB, được chưa? Nếu mà từ O vuông góc về AB thì cái điểm này sẽ trở thành trung điểm của AB. Đấy, mà gọi điểm này là điểm H nhá. Ok chưa? Đấy, trở thành trung điểm. Như vậy thì anh này sẽ là 2 cm này. Anh này sẽ là 2, anh này là 4 cm này. Được chưa? Rồi, các con có tính được cho mợ góc này bằng bao nhiêu không? Rồi, các con có tính được góc BOH bằng bao nhiêu không? Các con tính được góc BOH bằng bao nhiêu không? Đấy, để tính được góc BOH thì mình tính thế nào? Ôi trời ơi, Giang Quỳnh Chi chết a mợ ơi chứ. Xem nào, xem các fan của mợ là ôi rồi ôi bài này có vẻ đánh nhau ghê gớm nhở. Người thì A, có bạn thì A, có bạn B, có bạn. Rồi ok, nhìn nhá. Rồi, như vậy thì ai hai này, vậy góc BOH sẽ bằng ai cạnh đối, đây là đối với góc này, đây là huyền. Đúng không? Đối huyền thì mình nghĩ ngay đến sin, tính sin nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tính sin. Sin của góc, BOH thì bằng đối trên huyền đúng không? Đấy, đối là sin đi học đúng không nào? Đối bằng đối trên huyền. Ok chưa? Sin đi học này, đối trên huyền này, BOH đâu? BOH đây, đối là 2 này, bằng 2. Huyền đây, huyền là bằng 4, bằng 4 như vậy thì bằng 1 phần 2. Sin mà bằng 1 phần 2 thì góc BOH sẽ tính như sau. Mình sẽ ấn vào đây nhá, shift này, sin này, 1 phần 2 này. Đóng ngoặc này, được chưa? Bằng bao nhiêu? Bằng 30 độ. Bằng 30 độ, như vậy thì góc BOH của mình bằng 60 độ. À bằng 30 độ chứ. 30 độ. Đúng không? Mình vừa tính máy tính ra được 30 độ mà. Đấy. Rồi, mà tam giác AOB là tam giác cân, đúng không nào? Lại có OH vuông góc vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến. Nên suy ra
OH cũng là tia phân giác của góc AOB, đúng không nào? Anh này này sẽ bằng anh này này, đúng không? Như vậy thì góc AOB của mình sẽ bằng hai lần của góc BOH, đúng không nào? Đấy, và bằng bao nhiêu độ đây? 32 nhân với 30. Đấy, và bằng 60 độ. Ôi trời ơi, các con của tôi ơi. Ui, đã ra câu 4 rồi á, sao kinh thế nhở? Đã ra câu 4 rồi, ôi dồi ôi. Nhanh thế, câu 4 đã ra rồi. Rất tiếc cho ba bạn đầu của mợ. Ôi trời ơi. Câu 3 ý A nhá. Xin mời này, Thanh Hà này, Đoàn Khánh, Đặng Nghĩa ra gốc cây. Đây, ra gốc cây xương rồng ngồi cho mát mông nhá. Ra gốc cây xương rồng cho ngồi cho mát mông nhá. Đừng thấy trắc nghiệm mà làm liều nhá. Rồi, câu số 4. Câu số 4 là xem là bạn nào sẽ là bạn tính ra đầu tiên nhá. Câu số 4 được chưa? Ok chưa? Sẵn sàng chưa? 3 2 1 bắt đầu. Câu số 4 này. Câu số 4 này, câu số 4 này bằng bao nhiêu nào? Comment đáp án nào, câu số 4. Câu số 4 không có ý, câu số 4 không có ý nào cả. Các con ơi. Đoàn thượng ok, cũng được mà, cũng được. Câu số 4, câu số 4 xong vô, hố hố thế con cười gì đấy xong vô. Rồi câu số 4. Câu số 4, câu số 4 nào, câu số 4. Các thanh niên ơi nhanh tay, nhanh tay. Câu số 4, câu 4. Thanh An, câu 4 ý A. Đáp án chính xác luôn, đáp án chính xác luôn. Câu số 4 ý A. Đáp án chính xác luôn, Thanh An là bạn đầu tiên ra đáp án câu 4 này. Được chưa? Rồi, gốc cây 69. Ôi dồi ôi, các bạn này. Ôi, ngồi đấy làm gì ạ? Phòng Minh, ngồi đấy á, ngồi đấy cho mát mông. Ngồi đấy để học lại bài, được chưa? Ngồi ra gốc cây, ngồi cho mát mông. Thanh A này, Tiến Đạt hít này. Thanh An, Tiến Đạt hít. Trường Nguyễn ơi, cũng được nhá. Tiến Đạt hít, Thanh An, Tiến Đạt hít. Trời ơi, Nguyễn Đình Minh nó lười ạ, à. Nó lười, Nguyễn Đình Minh nó lười. Giang Quỳnh Chi thiếu đáp án. Thanh Ngân thiếu đáp án. Nguyễn Linh thiếu đáp án. Minh Xu chính xác, như vậy mợ đã tìm ra được ba bạn đã chiến thắng ngày hôm nay. Xem nào. Thanh An. Thanh An. Tiến Đạt hít. Và bạn tiếp theo là bạn Thanh Ngân, Nguyễn Nghĩa, Minh Xu. Minh Xu ba bạn đầu tiên. Comment đáp án ok. Và bây giờ thì mợ sẽ đúng rồi, các bạn comment đáp án chính xác rồi. Con xin bài hình thôi chứ bài này bài số con chịu. Quốc An, Quốc An có phải làm cả bài số chứ con. Rồi ok, thế bây giờ mợ sẽ chữa bài này nhá, và tí nữa mình sẽ chuyển đến nhá. Câu B. Ok. Rồi thế bây giờ bài này này. Đó. Thôi thì cứ tính delta thôi đúng không? Tính delta thật nhanh nhá. Trước khi tính delta thì mình sẽ xác định các hệ số ABC. Rồi. A bằng bao nhiêu này? B bằng bao nhiêu này? Và C bằng bao nhiêu đúng không nào? Thế các con cho mợ biết là trong bài này thì A của mình là bằng bao nhiêu nhỉ? Ui tự nhiên thấy tay mình cũng xịn xò phết, cũng đẹp phết đấy chứ. Đúng không? À đúng rồi, đợt này hết dịch rồi nên là mợ sẽ đi làm móng tay mới. Bộ móng mới. Ok chưa? Rồi, A của mình là hệ số của x bình nên nó bằng 1. B là hệ số của x nên nó bằng trừ 7. Ok chưa? Rồi C là hệ số Việt Nam độc lập tự do, miếng nào to thì bốc 5. Ok chưa? Đấy, rồi. Máy tính cho nhanh chứ. Nhưng mà nếu mà bài này ghi ở trong đề là giải phương trình. Đấy, bài này là bài tự luận nên là các con không thể các con không được ấn máy tính là ra đáp án đâu. Là chúng ta cần phải giải nó ra, đúng không? Delta nhá, delta thì sẽ bằng như sau này. B bình trừ 4AC.
Ok chưa? Bởi vì bài này bạn ngợi chữa nhiều lần rồi nên là hôm nay mợ sẽ chữa nhanh hơn một chút nhá, nhanh hơn. Rồi, B bình thì bằng trừ 7 bình. Rồi, trừ đi 4 này, nhân A là nhân với 1, nhân C là nhân với 5. Và đáp án là bằng 49 trừ đi 20 là bằng 29. Đấy, delta của mình lớn hơn không rồi, nhà này có hai con riêng. Đúng không? Đấy, phán một cách chính xác luôn, nhà này có hai con riêng. Ok, rồi tiếp theo thì mình có gì? Như vậy thì x1 của mình là bằng bao nhiêu nhỉ? X1 là bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, đúng không? Mà b của mình là trừ 7 này. Trừ của trừ 7, đúng không nào? Cộng với căn của 29 thì bằng 2 nhân với a là nhân với 1. Được chưa? Nhanh nhanh nhanh, như vậy trừ trừ là thành cộng. Như vậy mình có 7 này, cộng với căn 29 này, trên này, 2. Được chưa nào? Các con đều ra đáp án này chứ? Có sự bốc ai không nổi. Ok chưa? Các con đều ra đáp án này chứ? Ok, chính xác rồi. Nhanh như flash. Rồi x2 của mình thì bằng x2 này, thì bằng trừ b trừ căn delta trên 2a bằng này, trừ b thì có trừ của trừ 7 cộng với căn 29 trên 2 nhân 1. Được chưa? Và mình cũng có là 7. À, chỗ này là dấu trừ, chỗ này là dấu trừ, mọi nhầm, chỗ này là dấu trừ. Như vậy mình có 7 trừ đi căn 29 trên 2 nhỉ? Done. Ok chưa? Các con đều ra đáp án này chứ? Tắt các bạn vào đây nhá, tắt 500 anh em vào nhá, tắt 500 anh em vào chứ con nhá. Ok chưa? Rồi. Ok. Rồi, như vậy là mình đã xong xong ý A bài 2 và bây giờ đến ý B bài 2. Và thử thách của mợ đó là chúng ta không được sử dụng máy tính, hiểu chưa? Rồi, thử thách của chúng ta là không được sử dụng máy tính các con nha. Không được sử dụng máy tính đâu, các sẵn sàng chưa? Rồi, thử thách của câu B bài bài 3, à bài 4, câu B bài 4 là không được sử dụng máy tính. 1, 2, 3. Câu B bài 4, câu B bài 4. Comment đáp án nhiệt tình nào, comment đáp án nhiệt tình nào, câu B bài 4. Trong khi đó nhớ tag các bạn vào xem nhá, nhớ tag các bạn vào nhá. Các bạn đang xem ở chỗ xem chung thì các con vào xem nhá. Các con đang xem ở xem chung thì tất cả các bạn đều vào xem ở trong livestream nhá, trên page nhá, các con nhá. Tuổi chứ. Đây câu này câu B. Câu B. Nguyễn Minh Tuấn ơi, câu B nhá, câu B. Oh my god. Giang Khánh, Vương Nhị có hai đáp án lận. Đồng chí 69, Tú Dương Văn. Nay có hình không? Hôm nay thì chúng ta chưa có nhưng buổi tiếp theo sẽ có Vương Nhị đầu tiên, Đoàn Khánh thứ hai. Thình Ngô là ra hai đáp án, 11 à? Khả năng cao là Thình Ngô. Rất nhiều đáp án, rất nhiều đáp án. Có Vương Nhi. Vương Nhi mở ghi ra đây. Vương Nhi này là trừ 1.3. Bạn thứ hai là Đoàn Khánh. Đoàn Khánh cũng giống như thế. Tiếp theo là Thùy Dương Ngô. Thùy Dương Ngô là ra 1. 1.1 rồi, chốt đáp án, các bạn không thể sửa được nữa đâu, mợ chốt rồi đây. Ok. Ok. Mợ Thú Y xin chào tất cả các con đâu rồi nhỉ, mau vào học thôi nào. Ok chưa, rồi chúng ta chữa bài này nhá. Rồi chúng ta giải như sau này. Nhìn thấy phương trình kiểu này, đây. Mợ sẽ viết ra đây, chúng ta có 1 trên x cộng 1 này, cộng 2 trên y trừ 2
bằng 3 này, được chưa? Rồi bên dưới là chúng ta có 3 trên x cộng 1 trừ đi 1 1 trên y trừ 2 bằng với 2. Nhìn thấy dạng kiểu này, nhìn thấy cái dạng mà có phân số. Được chưa? Mà dưới mẫu là giống nhau như thế này này, hai cái cặp số giống nhau ấy thì mình nên đặt đặt ẩn phụ, được chưa? Đặt ẩn phụ như sau nhá, mình đặt ẩn phụ này. Đặt này. Đặt A bằng 1 trên x cộng 1, được chưa? B bằng 1 trên y trừ 2. Đến bước này thì các con nhận thấy là A, hai ẩn của mình đều đang ở mẫu, đúng không nào? Đều đang ở mẫu nên là sao nhỉ? Chúng ta phải đặt điều kiện xác định cho hai ẩn của mình. Rồi, anh x của mình thì đang ở mẫu đây, x cộng 1. Như vậy thì x cộng 1 của mình phải khác không, đúng không nào? Đấy, như vậy thì x phải khác khác trừ 1. X của mình phải khác trừ 1 này. Rồi, y của mình là phải khác khác 2. Các con đều ra không nhỉ? Rồi, thế bạn nào có thể chuyển cái phương trình này sang phương trình dạng AB cho mợ nhỉ? Chuyển phương trình này sang phương trình dạng AB. Được không? Có chuyển được không? Chuyển thành phương trình dạng AB nhá. Mình có này. Như vậy thì ta có phương trình sau này. Được chưa? A thì bằng 1 trên x cộng 1. Đây chỉ có mỗi mình 1 trên x cộng 1 thôi. Nên là nó bằng A. Ok chưa? Rồi anh tiếp theo này. Mình có là 2 trên y trừ 2. 2 trên y trừ 2. Hai lần. Nó bằng 2 lần 1 trên y trừ 2. Nên là chúng ta có cộng với 2B là bằng 3 nhỉ? Ok chưa nào? Rồi tiếp theo này chúng ta có gì? Đây, anh này là bằng 3 lần con A này cơ. 3 lần A, đúng không nào? Như vậy thì mình có 3A. Và anh này thì sao? Trừ 1. Đấy, trừ đi thằng B. Như vậy thì mình có trừ B là bằng 2 nhỉ? Được chưa? Rồi, bài này không phải là bài trắc nghiệm nên là chúng ta phải giải ra và chúng ta phải trình bày. Bài này chúng ta phải trình bày, được chưa? Đó. Rồi ôi, fan của Đảng rồi, fan của Đảng rồi, comment thật nhiều này, nhiệt tình nào, comment thật nhiệt tình câu này nào. Đấy, rồi, đến đây thì chúng ta sẽ giải tiếp theo như sau này. Đến đây thì giải đố các bạn biết là mình sẽ giải theo theo phương pháp gì, cộng đại số hay là thế. Chính xác rồi các con, chính xác rồi. Rồi các bạn biết là mình sẽ sử dụng phương pháp cộng đại số hay là phép thế. Cẩn thận là đến học đến bây giờ là chúng ta quên hết kiến thức, lại không biết là mình sẽ sử dụng phương pháp nào đây. Được chưa? Nhớ này. Thế này, thế thì sử dụng cho tất cả các phương trình, được chưa? Còn cộng đại số thì khi mà hệ số của hai cái ẩn này này nó giống, nó bằng nhau hoặc nó đối nhau thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp cộng đại số, được chưa? Ok. Thế bây giờ thì mình sẽ biến cho hai hệ số của hai con B này. À, hệ số của B là hành hai số đối nhau nhá. Giờ mợ sẽ biến như sau này, các con nhìn này. Mợ sẽ nhân cả hai vế của phương trình hai với hai nhá. Nhân cả hai vế của phương trình hai với hai. Được chưa? Thì chúng ta có như sau này. Tương đương này. Anh bên trên không nhân nên mình giữ nguyên, được chưa? Rồi mình có a cộng với 2b là bằng 3 nhỉ? Ok chưa? Rồi bên dưới này, 3a nhân với 2 thì chúng ta được 6a. Rồi, trừ b nhân với 2 là chúng ta được trừ 2b. Được chưa? Rồi, 2 mà nhân với 2 thì chúng ta được 4. Viết 4 vào đây. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi tiếp theo nhá. Tiếp theo là chúng ta có gì? Đây. Bây giờ mình sẽ cộng vế với vế của hai phương trình này lại. Cộng vế với vế của hai phương trình này lại nhá. Tuy nhiên, cái anh phương trình trên thì chúng ta cứ giữ nguyên thôi. Được chưa? Anh phương trình trên chúng ta giữ nguyên. Được chưa nào? Rồi, đến anh phương trình dưới là mợ sẽ cộng vế với vế của hai phương trình trên lại. Ok chưa nào? Cộng vế với vế của hai phương trình trên thì chúng ta sẽ được này. A cộng với 6A là bằng 7A. Được chưa? Rồi, 2B mà trừ đi 2 à, cộng 2B trừ đi 2B là chúng ta có 0 này, viết con số 0 ở đây đúng không? Rồi, 3 cộng 4 là bằng 7. À, anh A của mình là bằng bằng 1 rồi đây này, nhìn thế này là bằng 1 rồi đây, tương đương nhá, chúng ta có gì? À, bây giờ mình sẽ thay, mình có A cộng 2B là bằng 3 này. Rồi, A của mình ở bên dưới là bằng 1 này, một nhỏ này đúng không nào? A ở bên dưới của mình là bằng 1 này. Như vậy bây giờ mình thay cái con A lên bên trên để tính B nhá. Tương đương B của mình đây, nhẩm luôn này, A bằng 1 đúng không? Rồi, chuyển A sang này thì sẽ là
3 trừ 1 là còn 2 đúng không nào? Như vậy thì B của mình sẽ bằng bằng 1 và A của mình sẽ bằng 1. Ấy, đúng rồi, nhưng mà nó không phải là A bệ, nó không phải là nghiệm. Nó chưa phải là nghiệm đâu nhá, nghiệm của mình là xy cơ mà. Đúng không? Nghiệm của mình là xy cơ mà. Được chưa? Rồi. Nghiệm là xy cơ mà. Đấy. Rồi, như vậy thì chúng ta phải thay xy vào. Đây. Xy của mình đây. Mình sẽ thay hai cái anh này vào. Như vậy thì chúng ta có suy ra một cái cho mợ. Rồi, cả hai anh bằng một gì? Như vậy thì mợ sẽ viết theo thứ tự xy nhá. Không là lát nữa chúng ta nhầm nhá. Thì chúng ta sẽ viết là ngược lại đi, là A bằng 1 và B bằng 1 để mình thay vào cho dễ. Ok chưa? Như vậy thì mợ có này, suy ra này. A thì bằng 1 trên x cộng 1 đúng không? Như vậy thì mình có 1 trên x cộng 1 là bằng 1. Đấy. Rồi anh dưới này, 1 trên y trừ 2. Chúng ta viết 1 trên y trừ 2 cũng bằng 1. Ok chưa? Rồi, bởi vì cả hai anh cùng bằng 1 đúng không? Nên là chúng ta phải có là anh tử với anh mẫu là phải bằng nhau. Đấy, như vậy thì anh trên này này là mình có x cộng 1 sẽ bằng 1 nhỏ. Xem là bạn ba bạn của mình có ra gốc cây cây xương rồng ngồi không nhá. Xem ba bạn có ra gốc xương rồng ngồi nhá. Rồi, anh y trừ 2 cũng sẽ phải bằng 1. Đấy. Rồi, vậy tương đương x của mình là bằng 0. Đúng không nào? Rồi, anh y của mình là bằng y của mình là bằng 3. Rồi bây giờ mợ sẽ đi xem là các bạn của mợ là có làm đúng bài này không đây. Rồi chốt đáp án của mình là x bằng 0, y bằng 3. Tất cả các con đều ra không? Ninh Hinh này, Thanh Xuân chính xác. Rồi Nguyễn Linh ok rồi Đức Hiệp ok rồi nhá, lớp trưởng của mợ. Rồi Nguyễn Liên y bằng 0, x bằng 0, y bằng 3. Thanh Xuân x 0, y 3 chính xác. Phạm Tú Lan. Rồi các con tất cả các bạn vào học nhá, chúng ta vẫn còn nhiều bài tập hay đằng sau. Vẫn còn nhiều. Chà, rồi như vậy thì ba bạn của mợ đâu rồi ta? Taxi ái, taxi ơi. Đâu nhỉ? Mợ vừa viết ở đâu nhỉ? Tây đúng không? Chết rồi, mợ bị lạc mất ba bạn của mình rồi, không biết mợ ghi ở đâu đây. Ơ sao rồi? Mợ quên mất là không biết là ghi ba bạn đâu rồi, hình như là đây. Đúng nhỉ? Hay đây, hay đâu? Thôi, không nhớ được nữa, không nhớ được nữa các con ạ. Rồi, may cho ba bạn là chưa phải ra gốc cây xương rồng để ngồi, đúng không? Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta chuyển Vương Nhi. À, Vương Nhi, à đây rồi, xin mời Vương Nhi, Đoàn Khánh và Thùy Dương Ngô ra gốc cây xương rồng ngồi nhá, các con nhá. Đây, vương miện cho ngày hôm nay của ba con, xin mời gốc xương rồng ngồi, ôi mát mồng lắm. Ok nhá. Rồi, chúng ta chuyển câu. Kệ đi mợ. Thì Dương Ngô kệ đi mợ. Bạn ấy làm sai, sao bạn? À, che đi. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready? Ready, ready, ready. Bật trước nào. One, two, three. Câu 4 sao này. Đấy, câu 4 cũng sao này. Ôn lại tí xem là có nhớ không nhá. Nào, câu 4 sao. Tự giác ra gốc chuối, tất tơ chuối nhé. Tự giác ra gốc chuối, tức tơ chuối nhé. Ồ, Duyên Kim đã có đáp án đầu tiên của Duyên Kim. Duyên Kim. Hoàng Huyền Hải, cái này em chưa học ạ. À. Duyên Kim và Thiên Thiên. Trời ơi, tim của Đảng ơi, các cậu ơi. Duyên Kim, Thiên Thiên. Nào, Duyên Kim. Rồi, Thiên Thiên mở đã chép đáp án rồi đây. Rồi, Song Vô là bạn thứ ba, Song Vô. Song Vô tên là Hạnh, nhà bán cua. Đấy, mở thuộc tên luôn bởi vì bạn ở trong nhóm chat mà, nhóm chat. Team mở thứ y mà.
Vô đã đăng ký thành công khóa luyện đề của mợ thú y nên là sẽ được chuyển ngay vào nhóm chat gia đình mợ thú y để mợ trả lời 24 trên 24 nhá. Bạn Song Vô đã đăng ký thành công. Sao cái máy của mợ nó không về đằng này? Anh à. Ê da, nó gọi quá. Máy đằng kia nó không đẹp. Ê. Ok chưa nhỉ? Các con ơi, ok. Thanh Phan là con chưa học. Chưa học thì hôm nay sẽ quan sát nhá. Rồi, ok. Chúng ta kết thúc thời gian thử thách. Kết thúc. Rồi, và bây giờ sẽ đến phần tự giác ra gốc chuối, tước tơ chuối nhé. Tự giác ra gốc chuối, tước tơ chuối nhé. You. Ok. Rồi, bây giờ mọi sẽ chữa nhá. Mọi sẽ chữa câu này luôn ngay bây giờ đây. Thực ra thì nó còn một cái câu đó là vẽ hai đồ thị trên trục số nữa, nhưng mà mợ sẽ cắt cái phần đấy để mình ôn sau. Và bây giờ mình sẽ đi đến phần làm bài tập này nhá. Rồi, tìm tọa độ giao điểm của hai đường. Một là đường cong quyến rũ và hai là đường thẳng. Đấy, các con có thể chuyển từ cong này thành thẳng được này, cong thẳng. Đấy, chuyển giữa hai này, đấy, cong này, thẳng này. Đấy. Rồi, ok, vậy để tìm tọa độ giao điểm nhá. Các con nhớ này. Bài tập nào mà có chữ tọa độ giao điểm, giờ cứ có bốn cái chữ này, đấy đọc thần chú luôn cho mợ, cứ có bốn chữ tọa độ giao điểm thì mình sẽ gọi hồn triệu hồi nhá, triệu hồi ngay phương trình giao điểm, được chưa? Chúng ta sẽ gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai, của P, và đây là phương trình hoành độ giao điểm, của P và D là ok, phương trình hoành độ giao điểm của P và D là chúng ta sẽ lấy nào, hoành độ thì chỉ lấy hoành thôi nhá, đây chỉ lấy hoành thôi. Như vậy thì mình có x bình bằng này, chỉ lấy hoành thôi. Như vậy thì chúng ta có trừ x cộng 2 đúng không? Chúng ta có trừ x cộng 2. Ok chưa nào? Rồi, và bây giờ mình cần phải giải phương trình này để ra được hoành độ của giao điểm đúng không? Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta chuyển về nhá, chúng ta có là x bình này. Chuyển anh này sang về trái thì chúng ta có cộng x. Chuyển 2 sang về trái thì chúng ta có trừ 2 bằng 0. Được chưa? Rồi, đối với phương trình này thì chúng ta Wow. Ok. Rồi, dựa vào quy tắc nhẩm nghiệm nhá, chúng ta dựa vào nhẩm nghiệm này. Đối với cái này thì chúng ta có thể sử dụng nhẩm nghiệm, phương pháp nhẩm nghiệm để giải phương trình này. Được chưa? Đấy, cứ để giải một phương trình thì chúng ta cứ xác định a, b, c cho mợ nhá. A bằng 1 này. B bằng 1 này. Và C thì bằng trừ 2 này. Việt Nam độc lập tự do, miếng nào to thì bốc. Đấy, trừ 2. Ok chưa? Và nhận thấy là A cộng B cộng C thì bằng 0, đúng không? Mà A cộng B cộng C bằng 0. Bởi vì 1 cộng 1 này bằng 2. 2 trừ 2 thì sẽ bằng 0 à? Đúng không? Nên chúng ta có X sẽ bằng, thứ nhất nên là X sẽ bằng 1. Và x tiếp theo sẽ bằng c trên a. Còn nhớ cái công thức này không? Còn nhớ công thức nhẩm nghiệm không các con? Đấy, sẽ bằng c trên a và bằng này, trừ 2 chia 1 là bằng trừ 2. Ok, nhưng vấn đề ở đây là người ta hỏi gì? Vấn đề ở đây là tìm tọa độ giao điểm, chứ không phải là ra hai cái hoành độ, đúng không? Hai mà đúng không ba bạn? Nào, chúc mừng Duyên Kim nào. Duyên Kim này ra 1 với trừ 2. Thiên Thiên cũng ra 1 với trừ 2. Và Song Vô cũng ra 1 với trừ 2. Như vậy thì xin mời hai bạn, xin mời cả ba bạn ra gốc cây xương rồng ngồi cho mát mông nha. Xin mời cả ba bạn ra ngồi gốc cây xương rồng cho mát mông. Được chưa? Nó là điểm cơ mà. Nó là điểm cơ mà. Không phải, con còn thiếu y. Chưa tính y, nào. X bằng 1 thì y bằng bao nhiêu? Chúng ta thay vào cái phương trình này này, y bằng x bình này. Thay vào đây thì y của mình là bằng bao nhiêu? Nào, thay 1 vào đây nhá. À, 1 bình thì y của mình sẽ bằng 1. Được chưa? Rồi, có x bằng trừ 2 mà thay vào phương trình này. Đấy, thay vào cái anh này này. Được chưa? Thì mình có là y của mình sẽ bằng trừ 2 tất cả bình.
Và bằng bao nhiêu? Và bằng bằng 4. À, như vậy là đối với cái anh đầu tiên này thì mình có điểm đầu tiên đó là 1, 1. Và anh thứ hai là mình có điểm thứ hai đó là trừ 2.4. Đây mới là đáp án chính xác cơ mà. Đây này. Rồi, các con ơi. Đấy, bảo sao? Bảo sao lại phải ôn lại một vòng trái đất? Bảo sao? Đây, xin mời ba bạn. Diên Kim, Thiên Thiên và Song Vô ơi là Song Vô, ôi rồi ôi Song Vô ơi. Thế này thì đêm nay ngồi mát mông con ơi. Rồi Song Vô gọi thêm cả Đức Hiệp làm lớp trưởng nhá. Lớp trưởng Đức Hiệp gọi cả Đức Hiệp ra ngồi cùng con nhá, cho muỗi đỡ cắn, thấy chưa? Rồi ok. Đấy, có khi là ngày mai các con lại giỏi hơn đấy. Rồi ngày mai là sẽ có một tập hợp này. Hôm nay có team của Đảng Mợ Thú Y này. Sau đó thì ngày mai là có team gốc cây xương rồng này, xong ngày kia thì lại có team VS này đấy. Mợ Thú Y toàn team thôi, toàn team đỉnh thôi. Ok, các con đã sẵn sàng cho câu B bài 4 chưa? Are you ready for letter B of question 4? Are you ready for letter B of question 4? Are you ready? Đức Hiệp con bị ra cơ. Ok, bây giờ thì chúng ta Quốc An, mợ ơi xích xích cho để con ra cây nào mai lôi cổ ra. Quốc An, ok, các con sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Đừng có đứa nào mà chụp hình mợ mà quên mất là chúng ta đã còn đang làm bài nhá. Phương trình D phẩy. À, các con viết phương trình D phẩy sao cho nó song song với D và cắt P. Tự giác ra gốc chuối tức tơ chuối nhé. Tự giác ra gốc xương rồng cho mát mông nào. Tự giác ra gốc xương rồng cho mát mông nào. Nam Bùi viết bấn quá à. Nam Bùi ơi, viết bấn quá hả con? Ok, như vậy thì mình kết thúc thời gian thử thách là một phút thử thách đấy. Mọi vừa nhìn lại dừng ở số 69 rồi các con ạ. Rồi, thời gian lại dừng ở số 69 rồi ơi, trời ơi. Rồi mượn để mượn xem lại, mượn check đáp án xem là bạn nào nhá. Có tin Talet không mượn? Đây bên dưới. Một chút, hôm nay không thấy Phi Dương nhỉ? Nguyễn Trung Kiên là bạn đầu tiên ra đáp án. Đấy, cứ bình tĩnh nhá, mượn đọc là mượn 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 đọc là bạn đầu tiên. Đây Nguyễn Trung Kiên. Nguyễn Trung Kiên được sướng tên hôm nay, không biết là Nguyễn Trung Kiên, đây Nguyễn Trung Kiên ghi đáp án là trừ x cộng 1, không thấy y đâu. Đấy, nếu mà ghi đáp án này mà trong bài thi là bị trừ điểm nhá. Đấy, ok, chắc là bấn quá nên là mợ. À, Tiến Đạt Hiếp thì ghi như thế này các con ạ. Rồi rồi, Đạt ơi. Tiến Đạt Hiếp của mợ ơi, ôi trời ơi, nó ghi là như thế này, x bằng trừ x bằng 1. Tiến Đạt Hiếp ơi, thế này thì mợ thề với con là mợ không hiểu nó là cái gì luôn. Rồi, NT Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh à. Nguyễn Thị Hạnh thì ra là trừ x cộng với 1, trừ x cộng 1, à giống với Nguyễn Trung Kiên. Rồi ok, lại Nguyễn Trung Kiên tiếp theo, rồi Huy Lê, ghi thêm bạn Huy Lê. Huy Lê cũng là trừ x cộng 1 nha. Ok, như vậy chỉ có mỗi bạn Tiến Đạt Hiếp ghi như này là mợ không hiểu thôi, vì vậy nên là mợ sẽ thêm. Nguyễn Tiến Đạt Hiếp thì chắc chắn là mợ sẽ không nhận chấp nhận đáp án này rồi. Đấy chưa, ghi này là không hiểu. Còn Huy Lê, đấy, thêm Huy Lê, như vậy là mình có ba bạn là Nguyễn Trung Kiên, Hạnh và Huy Lê. Bây giờ mình thử đi check đáp án xem là đáp án nào đúng nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi check đáp án xem là đáp án nào đúng. Phương trình à, muốn tìm
Tức là muốn viết phương trình một đường thẳng thì chúng ta phải biết được dạng tổng quát của phương trình đường thẳng đấy là gì, đúng không? Đúng không? Vậy thì bước đầu tiên là chúng ta phải xác định được dạng tổng quát của phương trình mình cần là gì. Chúng ta viết nhá. Phương trình đường thẳng D phẩy, được chưa? Có dạng tổng quát là nhớ này, cái bài tập này đến cả lớp 10 nhá, lên đến cả lớp 10 thì các con cũng vẫn có thể làm theo được nhá. Đấy, tổng quát là đấy, các bạn còn nhớ không, chúng ta có dạng tổng quát của phương trình đường thẳng là y bằng ax cộng b. Đấy, các con ghi mở ngoặc cho mở, đây là d phẩy, được chưa? Rồi còn nhớ d, còn nhớ p không? Đây d với p đây, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi theo tính chất đầu tiên nhá. Tính chất thứ nhất, đây là cái nếu thứ nhất này, là d phẩy song song với d. Đấy, chúng ta có d phẩy song song với d. Phương trình d của mình là phương trình này. Đây, phương trình này. Trừ x cộng 2 chúng ta viết vào. Y bằng trừ x cộng 2. Được chưa? Rồi, thế bây giờ hai đường thẳng mà song song với nhau thì nó có cái gì? Hai phần thẳng song song với nhau thì sao nhỉ? Thì A bằng A phẩy và B khác B phẩy, đúng không nào? Đây là A, đây là B. Thì hai cái anh bên dưới này chắc chắn là anh A phẩy và B phẩy này. Còn nhớ không? Đấy, rồi. Vậy thì chúng ta có là A sẽ bằng bao nhiêu? A này. Đấy, anh A phẩy của mình là bằng trừ 1 này. Nên là A của mình phải bằng trừ 1. Ok chưa? Rồi, B đây. B chắc chắn là phải khác 2 rồi. B khác 2. Ok chưa? Nhớ share nhá. Đang xem livestream của mợ thì nhớ share nhá. Không là ngày mai bị chị Tình tay nhặt lá chân đá cóng bơ là kick out, là không thể nào mà xem mà có thể chơi trò chơi được nữa đâu. Được chưa? Nên là nhớ share về tường các con nhá. Rồi. Tiếp theo này. Như vậy thì A là bằng trừ 1 và B khác 2 đúng không? Ok nhá. Chúng ta chốt cái đây này nhá. Như vậy thì chúng ta suy ra này. Sau khi mà có hai điều này rồi thì D của mình sẽ có dạng là y bằng trừ x cộng b, bởi vì anh b của mình là mình chưa biết nên mà mình chỉ biết có mỗi điều kiện thôi, nên là b là bằng 2, thấy chưa? Đấy, b bằng 2 nhá. Rồi tiếp theo đến đến tính chất thứ hai là mình có d phẩy cắt p, d phẩy cắt p, p có phương trình là y bằng x bình, thấy chưa? Tại điểm có vành độ trừ 1. À, như vậy là các con để ý không? Tại điểm có vành độ trừ 1 đấy. Như vậy, tại điểm có vành độ trừ 1 nên là suy ra giao điểm có x bằng trừ 1, đúng không? Giao điểm này thuộc phương trình P này. Đấy, đúng không? Như vậy thì suy ra y sẽ bằng y là tung độ của giao điểm nhá. Đấy, y bằng x bình này, thay luôn vào đây, chúng ta thay luôn vào đây, thay luôn vào cái anh này, được chưa? Y bằng x bình và bằng trừ 1 tất cả bình phương là bằng 1. Đấy, như vậy thì các con suy ra nhá. Vậy suy ra giao điểm, đấy, giao điểm thì có gì? Giao điểm có tọa độ là trừ 1.1, được chưa? Mà giao điểm thì sao? Được chưa? Đến chỗ này ok chưa? Đấy, chính xác. Thế Đạt hip hay quá. Các đồng chí là tương lai của Đạt. Nhớ share nhá, nhớ share nhá. Rồi, như vậy thì mà giao điểm thì vừa thuộc D phẩy và cũng thuộc cả P luôn. Được chưa? Vì vậy nên là giao điểm thuộc D phẩy nên tọa độ của giao điểm phải thỏa mãn phương trình của D phẩy, đúng không? Đấy. Suy ra tọa độ giao điểm phải thỏa mãn phương trình đường thẳng D phẩy. Ok chưa? Đấy, tọa độ giao điểm phải thỏa mãn phương trình đường thẳng D phẩy. Nên là chúng ta có đây, mình sẽ thay đây, y của mình là bằng 1. Chúng ta thay vào đây. Đấy, bây giờ mình sẽ thay nhá. Trừ x cộng b, mở viết ra đã. Đây là phương trình D phẩy này. Chúng ta có này, y là bằng 1. Chúng ta để 1 vào đây. Được chưa? Rồi.
trừ x dấu trừ để nguyên này. Rồi, riêng cái anh x của mình là bằng trừ 1, đúng không? Riêng cái anh x bằng trừ 1 nên chúng ta thay trừ 1 vào trong ngoặc. Được chưa? Rồi, cộng với b. Rồi, tương đương với này. Mình chuyển. Đây, mình viết là 1 này. Anh này thì bằng cộng 1 này. Cộng với b này. Được chưa? Tương đương với b của mình bằng bao nhiêu? B bằng 0. Đâu rồi nhỉ? Các đáp án của mình đâu rồi? Được chưa? B bằng 0. Ủa? Ủa sao các con lại ra hết đáp án là bằng bằng trừ 1 nhỉ? B có bằng trừ 1 đâu. Nào các con ơi, comment cho mượn đáp án nào. Đâu, B của mình có bằng như vậy thì phương trình B bằng 0 này, phương 0 là thỏa mãn rồi, thỏa mãn B khác 2 rồi nhá. A thì bằng trừ 1 này. Đây, A bằng trừ 1 mà B bằng 0. Như vậy phương trình D phẩy của mình là bằng D phẩy là Y bằng trừ X thôi cơ mà. Mợ ơi, con buồn ngủ. Ơi, chưa lâu lắm chưa làm bài này. Trời đất ơi, các con ơi. Đáp án của mợ đâu rồi? Chưa nhìn thấy bạn nào có đáp án đúng à? Ừ, chúng nó comment nhiều quá nhỉ. Sao đáp án toàn là trừ x trừ 1 đây? Trời đất ơi, Đỗ Khánh Linh, chỉ có mỗi Đỗ Khánh Linh là đúng bài này thôi, có tất cả các bạn. Ôi trời, ôi trời ơi, con tôi, ôi trời ơi, Nguyễn Khánh Vy này. Ôi rồi ôi, xin mời tất cả các bạn ra ngồi gốc cây sương rồng ngay và luôn nhá. Ôi trời ơi, các con tôi. Có mỗi đấy, Đỗ Khánh Linh thôi, Đỗ Khánh Linh. Đỗ Khánh Linh là làm được bài này thôi, ra đáp án đúng thôi. Ôi trời ơi, các con tôi. Rồi, xin mời tất cả các bạn team của Đảng ra ngồi gốc cây sương rồng cho mợ nhá. Comment đáp án gì vậy trời. Rồi, Nguyễn Trung Kiên này, Hạnh này, Huy Lê là ba bạn comment đầu tiên và ba bạn đã làm không đúng rồi. Rồi, Tiến Đạt Hiếp thì nếu mà khoanh mỗi hai phần này thì là đúng. Y bằng trừ x nhá. Kiều Huyền ơi, Kiều Huyền y bằng x cũng không đúng. Được chưa? Bấm máy được, ok. Rồi, trời đất ơi, Huỳnh Điểm ơi, những bạn nào toàn con của Đảng sai vậy. Rồi, ok, xin mời tất cả. Như vậy thì bài cuối cùng, bài chốt điểm của chúng ta là bài cuối cùng đây. Và chỉ có Nguyễn Đỗ Khánh Linh là làm đúng thôi. Trời đất ơi, con của tôi, ôi trời ơi. Rồi, ok, như vậy thì Thúy Kinh không mà ta, chính xác rồi. Như vậy thì chốt đáp án của bài 4 sao này là phương trình D phẩy của mình là Y bằng trừ X nhá. Rồi, xin mời tất cả các bạn ra ngồi ngay gốc sương rồng cho mợ tối nay luôn nhá. Rồi, mợ sẽ bật cho các con nghe, chị Google sẽ bảo các con này. Tự giác ra gốc xương rồng cho mắt mông nào. Tự giác ra gốc xương rồng cho mắt mông nào. Tự giác ra gốc xương rồng cho mắt mông nào. Rồi, bye bye và xin gặp lại các con vào buổi tiếp theo nhá. Nhớ nhớ là share tài liệu. À quên, tài liệu gì ở đây? Nhớ share livestream, nhớ share livestream nhá, không lát nữa là chị Tình tay nhặt lá chân đá cóng bơ đấy. Chết chưa? Rồi. Xe nhé, nếu không chị tình tay nhặt lá chân đá cóng bơ sẽ lọc friend đó nha. Cẩn thận đó nha. Xe nhé, nếu không chị tình tay nhặt lá chân đá cóng bơ sẽ lọc friend đó nha. Nhớ share nhá, nhớ share nhá. Rồi, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi tiếp theo nhá. Bye bye. Các con của tôi ạ.